rồi bây giờ con muốn nói gì nữa ạ? Rồi đúng không? À, bây giờ là tiếp tục sau đây thì những cái tình cảm thân thương ngày hôm nay quý vị về đây để cùng chúc mừng sinh nhật cho bé Chi Trang lần thứ 9. Thì bên cạnh đó là những món quà ý nghĩa. Những món quà ý nghĩa tuy nó nhỏ nhưng có thể nói lên một cái sự ấm áp yêu thương ngày hôm nay để chúc mừng cho bé. Bạn đi tặng cho bé chứ cho bạn đi. Rồi cười lên rồi. Anh đang nhìn biển tính tính là em cứu lũa mà chơi. Rồi chị áo hồng áo đỏ. Tất nhiên chị tóc vui gà. Rồi có tuyên bố là trong công việc mấy sĩ không? 5 sĩ. Con cầm đi. Rồi đây nhận chiếc. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn anh Mục Rùi. Không biết tên ảnh là gì, em có một người tên là một người. Món quà của làng Chăm kìa, người Chăm kìa, cô gái Chăm tặng kìa. Đúng rồi, đen thua tôi lùi à. Ồ, cái chị này có cái bông trắng trên đầu với tôi, mới giống con của Phương vậy. Đứng lên với chị kìa. Chị em, đúng rồi, trời ơi, em chú bác không à. Đó, hai chị em chú bác, xin được trân trọng giới thiệu, đây là hai chị em chú bác. Còn cái chị kia là chị nào? Ê, rồi, chiếc nhẫn bằng vàng 24 carat. Rồi, xin cảm ơn. Còn cái chị nào nữa, xin mời cứ thứ tự bước lên đi. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi, bây giờ ca sĩ nữ ca sĩ Trà My. Ô, một phần quà rất là khổng lồ. Xin một tràng pháo tay chúc mừng một phần quà ý nghĩa ngày hôm nay của ca sĩ Trà My dành cho bé Chi Trang. Rồi Trà My MC có một lời gì chúc mừng cho cháu đi, đứng lại nói vài câu. Xin được ân huệ giữ người ta. Không có gì hơn thì xin được chúc cho gia đình của anh Úc Mập luôn luôn mạnh khỏe, phát đạt và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc cho bé Chi Trang thêm một tuổi mới là luôn luôn đang nghe lời cha mẹ và trở thành một trò giỏi, trò ngoan của thầy cô nha. Và cũng xin được chúc cho tất cả quý vị có mặt trong ngày vui ngày hôm nay, chúc mừng cho bé sinh nhật của cho bé Chi Trang và những lời chúc tốt đẹp. Xin được cảm ơn. Cảm ơn một phần quà đi kèm với một lời chúc ý nghĩa của MC ca sĩ Trà My. Xin mời một gương mặt đến từ thị trấn của Hà Huyện Bắc Bình, đó là anh Điền, áo cưới và nhiếp ảnh camera Hoàng Trang. Xin mời bàn tay thật lớn chúc mừng cho anh Điền đến từ Trà Lầu cùng có mặt đêm hôm nay. Rồi cảm ơn bác đi con. Rồi cho thẳng luôn là 5 sĩ. 5 sĩ, em xin biết 2 sĩ, còn có 3 sĩ. Rồi, tiếp tục xin mời ban nhạc A Tí đến từ ngã ba Sông Mau. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị, A Tí là một anh chàng rất là điển hình đẹp trai. Và hiện nay Tí mới có 18 tuổi. Nếu như quý vị đã có nhu cầu thích làm quen với A Tí, xin vui lòng liên hệ với 1900100 biết gặp MC Mỹ Dung. Rồi xin cảm ơn A Tí. Năm sĩ cứng nhắc. Cứng cưng luôn đó. Xin mời anh Đoàn là thành viên của ban nhạc A Tí. Nhạc A Tí đến từ Sông Mau, chúc mừng anh và chúc anh một buổi tối vui vẻ. Anh có thể nói chúc mừng cho bé đi. Kính thưa quý vị quan khách, thì hôm nay tập kính thay mặt cho anh em ở đại diện ban nhạc ở Sông Mau thì để chúc vui cái ngày sinh nhật của bé Chi Trang, thì chúc các thầy mình cũng xin chúc sức khỏe cá nhân đồng nghiệp của Úc Mập cũng như các bạn bè từ xa đây là mình tên tự giới thiệu mình là tên Đoàn. Thì sau đây đến cái ngày sinh nhật cho Chi Trang thì Đoàn xin chúc bé Chi Trang học giỏi, mau lớn, nghe lời thầy cô và cha mẹ. Xin cảm ơn.
Tôi thêm bằng cho anh Phúc bằng. Cảm ơn anh A Lộc. Thưa quý vị, bên cạnh đó, nói đến băng nhạc A Tí thì còn một người nữa mà chúng tôi được giới thiệu. Anh cũng là một người luôn luôn bao giờ cũng để lại những hình ảnh tuyệt vời cho tất cả mọi người thích yêu thích những nét đẹp. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà nhiếp ảnh camera Hoàng Long. Nhiếp ảnh camera đến từ ở Ba Sao Mau của các bạn trình diễn. Chúc mừng cho bé. Xin chào, cảm ơn anh Long. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một người đã mang đến những miếng ăn ngon cho tất cả các khán giả cũng như các quý khách yêu thích đến từ chợ lầu cùng các bạn diễn viên. Xin được trân trọng giới thiệu dịch vụ ẩm thực Mai Trinh. Chúng ta sẽ dành cho Mai Trinh một tràng pháo tay để chúc mừng người đẹp Mai Trinh, dịch vụ ẩm thực Mai Trinh. Xin cảm ơn Mai Trinh. Chị MC Út Sáu ơi, chị cho em ánh đèn lên kia chút xíu. Chị em giờ mình thấy nó chói. Tuy là một người mới vô đây, nhưng tôi đứng trên sân khấu tôi nhìn thấy xuống là chị đi. Rồi cảm ơn bà quả phụ. Xin xong. Xin lỗi, cái đó cũng trẻ lắm, em mới có 20 tuổi thôi. Điều nói bà phụ cho vui vậy chứ chồng phải nghe được đánh chết đó. Còn xinh nữa, chỉ là chị xanh đó, còn xinh nữa. Thưa quý vị, khi nói đến dịch vụ đó ăn thì bên cạnh đó là có những tiếng trống, tiếng đàn luôn luôn bao giờ cũng đi kèm cho đại diện cho. Xin được mời anh Linh. Anh Linh gửi rồi đúng không? Hùng Linh. Hùng Linh thì em quên anh rồi, tại vì lâu nay bỏ em, cho nên em quên tên anh rồi. Trước đây là anh yêu chuộng em làm ở Hàm Thuận Nam, sau này anh bỏ em đi nhảy ra cửa đầu Phan Lý như thường làm chơi vậy. Hùng Linh, một chai luôn. Cảm ơn ban nhạc Hùng Linh. Còn cái chút là nói Hùng Linh, chúc ban nhạc Hùng Linh năm nay làm ăn phát tài hơn nữa, đúng không? Đi nhiều show hơn nữa, được khán giả yêu quý, đúng không? Nói rõ người là Út Sáu mà để cho kiều Út Sáu lên tặng quà chứ. Thứ trước Nga. Rồi xin cảm ơn chị Nga. MC Xuân Minh sẽ trao quà đi tìm bà. Rồi cũng được chơi luôn. Muốn ghi lại hình ảnh từng người mà. Của ai gửi gắm nói gì? Xin thay mặt cho chị dịch vụ thức bích liễu từ ngã hai Hà Mỹ. Đây là Xuân Minh và dịch vụ thức bích liễu Hà Mỹ Xuân. Thưa quý vị, thì coi như là nói mà lên sân khấu tặng quà cho cháu đó thì nói chung thì rất là nhiều, mà nhiều quá thì không có thời gian. Như vậy là bây giờ cho phép cháu Chinh Trang sẽ được đi tặng bàn, và nếu như quý vị nào mà chưa có nhu cầu tặng quà cho cháu thì bé Chinh Trang sẽ được phục vụ tận nơi và tại bàn quý vị sẽ tặng cho cháu. Đây là MC gì đang quên gì rồi, thủ trưởng. Rất cảm ơn những phần quà ưu đãi của quý vị. Chúc quý vị buổi tiệc ngày hôm nay mang đậm ý nghĩa vui tươi và chúng ta cùng buổi tiệc ngon miệng.